Chào mừng quý vị và các bạn trở lại kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Táo nhé. Và hôm nay là 9 giờ ngày mùng 1 tháng 9 năm 2019 và đang trực tiếp bàn giao cho vợ chồng anh Thanh Dự ở khu 9 xóm chợ Đồng Lương một bộ ghế nghề bảo đỉnh chất liệu gỗ hương đá gồm 6 món. Và đây trên hình ảnh quý vị nhìn đây là bác chủ nhà đây. Bác đang vệ sinh lại. Bà chủ nhà đây. Vào đây rất là vừa ở phòng khách này đấy nhỉ. Đấy đây, cái đây rồi, cái đôn đây rồi. Mày cãi bà đấy, bà đánh được nhá. Bộ ghế này là nó gồm có 6 món quý vị nhá. Chất liệu gỗ hương đá và đây là cái đoạn dài, dài đang dài 1m97. Và mẫu đang thịnh hành nhất bây giờ đây. Và bên này là hai chiếc ghế đơn rất là vần vèo, rất là đẹp. Vâng, cái bàn này có kích thước là 75 và 1,5 m. Cột này tôi chọn lựa gỗ rất là kỹ, rất là đẹp, vân tự nhiên và đúng là đồ gỗ tự nhiên sang trọng hôm nay có giá trị cho mai sau rồi. Và quý vị nào muốn sở hữu bộ ghế như nhà anh Thanh Dự ở khu 9 xóm chợ Đồng Lương này thì xin liên hệ với cơ sở đồ gỗ Tùng Táo nha. Và cơ sở tới nằm tại xã Mỹ Quốc, quận Nhật Khê, tỉnh Phú Thọ và có số điện thoại là 0987510546. Và quý vị có thể truy cập vào website đồ gỗ tùng tám .com và có thể để xem được nhiều những mẫu mã mới đẹp hơn và những clip khác nữa và hoặc kênh YouTube đồ gỗ tùng tám nha.